cacok. Đá bị thua chán lên rồi. Bạn giờ sao tính chi nào không? Bạn điên à? Tám bảy đúng không? Cúng cho của bố nói. Mấy giờ ăn chín giờ? Ngủ đang ngủ. Máy gì? Đây ra mua đây mua cục vàng bằng đập tiền này mang về. Bài cục vàng trắng xé. Tôi 11 giờ 13 giờ đi. 11 13 giờ cũng được, cũng đẹp. Đá bóng xong thì về cũng đi ba. Vâng, một tin vui đến từ anh Hà Hoàng kia là tên Chào Lai. Anh đã kiểu làm cho công việc đến mời Ngọc Tân. Quái đá giờ, bỏ tỏ tỷ số trong trận đấu ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn anh. Vâng, mức thưởng cho các đội chơi trận nếu bỏ tỏ tỷ số là 2 triệu đồng.